Hello, chào mừng quay trở lại với channel Phát Tùng và đến với một game đấu ở tại Rank Hàn. Một game đấu với sự xuất hiện của rất nhiều những cái tên nổi tiếng. Và để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có một game đấu như nào nào. Let's go. Ok, game đấu này khu vực trên sẽ là kẻ đấu giữa Zeus cùng với Dan Shadboy ID. Và khu vực rừng sẽ là sự xuất hiện đến từ Best Lee Sin Trung Quốc, KZH đối đầu cùng với đó sẽ là Ngộ Không của Honor. Khu đường giữa thì có sự xuất hiện đến từ Bulldog của Quantum Freak và cặp đôi đường dưới sẽ là Gumayusi và Wei đối đầu cùng với Rahel cùng với Lulu. Hiện tại thì xin thông báo đến anh em là tiết mục preview của T1 sẽ tạm thời dừng lại vì vấn đề bản quyền. Mình sẽ không làm preview T1 cả trên livestream lẫn cả trên video clip nữa. Và mình sẽ hướng tới việc làm cam tổng nhiều hơn. Cái này thì bên T1 đã có lời như vậy nên là mình cũng sẽ tôn trọng bản quyền và mình sẽ không làm các cái giao án preview được nữa. Nên là sẽ mất tiết mục preview nhưng mà chúng ta sẽ có những game đấu xem cam tổng như thế này để xem chi tiết các cái lane sẽ như thế nào. Quay trở lại với channel Văn Tùng cũ trước đây thôi. Hơi tiếc một chút vì cái vấn đề preview thì nó ảnh hưởng đến bản quyền nên là mình sẽ không làm được nữa. Thông báo chi tiết đến anh em như vậy và sau này thì anh em cũng đỡ phải thắc mắc. Rồi để xem game đấu này thì chúng ta sẽ có một game đấu như thế nào đây. Vòng rừng đến từ KZH sẽ là vòng rừng từ trên xuống anh em nhá, với sự hỗ trợ tới từ Ragaz của Zeus. Đây là một con Ragaz lên theo quyền năng bất diệt nhưng vẫn khởi đầu bằng kiếm cái nhẫn Doran. Không biết là lên AP hay là lên theo thần chống chịu đánh cùng với Galio đây. Đối với dị nhân Dan Shadboy thì trước đây mình đã làm rất là nhiều giao án. Thanh niên này rất thích bỏ lane và đánh những con tướng hỗ trợ đứng trên để có thể đảo ganh liên tục. Và đường đảo ganh sẽ là khu vực thường xuyên là đường dưới anh em nhá. Kazarat sẽ thấy điều đấy nên là đánh xuống cánh dưới luôn. Cấp 1 khởi đầu bằng kỹ năng E và ăn rừng với tình huống trừng phạt bùa xanh sớm để lên cấp độ 2 nhằm hướng tới con cóc. Còn đường dưới thì có Gumayusi nên là sẽ va chạm nhau liên tục. Cấp độ 1 thì Rakan sẽ hơi yếu một chút. Thế nên là Guma cũng chưa có nhiều tiền đề để có thể trao đổi phía bên kia và Guma thậm chí chưa nâng kỹ năng ở cấp độ 1 ạ. Đường giữa thì PK liên tục và cả Annie lẫn cả Syndra đều mất máu khá nhiều rồi. Trở lại khu vực đường trên thì kèo này chắc là kèo Tifa mà thôi. Galio của AD liên tục đẩy Q vào lính để đẩy đường mà thôi, hướng tới cấp độ 2. Còn Ragaz của Zeus sẽ đấm liên tục. Kèo top giữa Zeus và Eddie thì đã có rất nhiều game đấu diễn ra rồi và tất nhiên là Eddie không phải là một người hướng tới khả năng landing mà phải đối mặt cùng với một player landing khỏe như Zeus thì thua đường. Bị đè lane, thua CS là chuyện đương nhiên rồi. Còn đường dưới thì Gumayusi last hit đầu trận bị trượt mất ít nhất là một chỉ số lính nha các bạn. Còn bên phía bên kia Rahel xạ thủ 2k5 của DK có được một tình huống last hit 2 quay đầu khá ổn, không trượt bất kỳ một CS nào. Ngộ Không có nơ chủ động tìm kiếm Kazarat ở trong phần rừng của đối phương với cái bùa đỏ dưới chân. Và đó là một tiếng chủ động va chạm hộ thể đánh tay liên tục tới từ Lee Sin của Kazarat và sóng âm trả lại. Có ai vào hỗ trợ cho Lee Sin của Kazarat hay không đây, vô hình cước vào sau tiếng hộ thể. Ngộ Không với full stack chinh phục cùng với bùa đỏ đánh nhau cực kỳ căng tốc, biến theo đánh nhau vào người đá đến từ Honor rồi. Sóng âm ngược trở lại và solo kill dành cho Lee Sin của Kazarat. Một pha xâm lăng rừng mà Honor đã xử lý lỗi kỹ năng cá nhân và ngay lập tức mất chiến công đầu. Việc mà người chơi dừng lên bảng điểm số như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng đi đường của cặp đôi đứng dưới bên phía team 2. Và với chiến công đầu như vậy thì Lee Sin sẽ trở lên cực kỳ khỏe ở vòng rừng đầu tiên nha các bạn. Một pha xử lý tình huống khá tốt tới từ KZH. Cực kỳ bình tĩnh. Còn đường trên thì đó là một pha ủi E đến từ Zeus. Cú E đến từ SD outplay khá tốt nhưng cấp độ 2 không có nhiều sát thương trả lại. Và liệu rằng Zeus có solo kill được hay không đây? Với cấp độ 3 đã có lớp giáp phép đến từ Galio ở kỹ năng W. Nên là băng trụ có lẽ sẽ không nổi. Còn đường giữa thì đang là một kèo PK cực căng. Hai mid đã bấm hết cả bình rồi. Còn một cái bánh duy nhất đến từ vị trí của Syndra mà thôi. Zeus cắm mắt ở tại khu vực sông trên và Honor đã trở lại vòng rừng đầu tiên của mình với cua dưới. Sau đó thì sẽ mất khá nhiều thời gian để ăn ba bãi dưới đây. Rahel bị ép về ở được một lính xấu và cũng đã mất đi ít nhiều chỉ số lính của mình với một cái lưỡi hái đi ra. Còn Gumayusi thì có được hai trường kiếm rồi. Một pha ủi E vào trong tầm trụ, ăn hai hit trụ đến từ Zeus. Và sau đó là một tình huống nội tại tới từ Galio của Eddie. Tốc hành đã được dùng đến từ Eddie rồi nên là áp lực solo kill sẽ không nhiều dành cho con Ragaz này. Vẫn còn bình, vẫn còn bánh đến từ Zeus và farm gần như là ngang nhau đến từ hai player đường trên. Đường giữa cũng tương tự là như vậy. Đường dưới cũng tương tự là như vậy. Một game căng anh em ơi, một game đấu khá căng. Cua trên sẽ thuộc về cho KZH vòng rừng đầu tiên full clear được tổng cộng là 6 bãi, có chiến công đầu. Và về nhà với một lượng tiền đó là 1.400. Sẽ là một cái dây thép gai cùng với hai mắt kiểm soát đi ra đến từ KZH. Trong khi đó khu vực đường dưới lúc này thì Guma đã vượt qua được những cấp độ đầu khó khăn với con Lulu và Jerry phía bên kia. Và Sayarakan thì đến cấp độ 3 bắt đầu trở nên khỏe hơn một chút ở khâu đi đường. Honor sau khi có một tiếng solo kill thua ở cấp độ 3, ăn xong rừng thì đang có định tạt nhẹ khu đường giữa. Có mắt phía sau Syndra nên biết rằng Syndra chưa về.
Một nhịp ngắt bấm B về khá khó chịu tới từ Honor và có thể sẽ khiến cho Syndra mất dịch chuyển. Bulldog thì đã mất cho mình phép một trợ tốc biến trước đó rồi. Lee Sin của Kansas đang có mặt tại khu vực cánh dưới bản đồ để sẵn sàng cho một pha tấn công chung với Saya của Wei cùng với Rakan. Chính xác là Rakan của Wei cùng với Saya của Umayushi giật lông vũ, nhưng đó là một tiếng không có CC sóng âm. Chuẩn xác. Có tốc biến thì Lulu cũng chết mà thôi. Một pha tiếc tốc biến tới từ vị trí của Lulu và đó là mạng thứ hai cho Kansas rồi. Bét Lee Sin Trung Quốc vẫn đánh cực căng, còn khu đứng trên lúc này thì cả hai đã về nhà dịch chuyển trở lại, lại đấm nhau tắc đầu chảy máu rồi. Chưa ai phải nằm xuống cả. Phép bổ trợ đang nhỉnh hơn dành cho Ragaz của Zeus, một tình huống di chuyển fake xuống sông dưới. Sau đó thì trở lại bụi cỏ khu đứng trên và sẵn sàng cho một pha solo kill ở cấp độ 6 trang không. Chỉ là một tiếng lăn quy để cấu rỉa mà thôi. Vẫn chưa biết Ragaz lên cái gì, anh em có thể là một con Ragaz AP nhưng vẫn hướng tới quyền năng bất diệt. Honor đang là người khá gần khu vực đường trên nhưng mà Ragaz sắp lên 6 nha. Đã có giáp phép trở lại tới từ Eddie và có thể có một tiếng tấn công ở đây. Zeus level 5 liệu rằng có lăn quy để lên 6 hay không? Zeus bắt đầu bị khép góc rồi và đường về của Zeus sẽ là đường nào để đứng hít kinh nghiệm. Có level 6 dành cho Zeus, level 5 dành cho Honor. 1 đánh 2, đường giữa còn đang có đánh nhau, lá chắn Dura được kích hoạt. Đã có mạng dành cho Rakan rồi, một pha tốc biến né CC đối phương cực kỳ tốt đến từ Zeus. Và quay người trở lại tấn công luôn cả vị trí của Honor. Tình huống xử lý 1 đánh 2 đến từ Zeus thành công và khu vực đường giữa đó là một pha triệu hồi tipper. Dính bùng nổ sức mạnh, dính quét tan kỳ yếu, có Rakan đến với tiếng flash e đúp. Và Wei là người có được cái mạng hạng vừa rồi. Lulu đi ra cấp độ 3 không hỗ trợ được nhiều và KZH sẵn sàng trong tình huống tấn công nếu Lulu có định đứng lại và Wei sẽ được reset một cách dễ dàng mà thôi. Cùng với tình huống tấn công thành công khu đứng giữa đối phương thì sẽ có con giống nguyên tố đầu tiên dành cho team của Zeus. Cánh trên Honor vẫn chưa có định từ bỏ, thùng rượu nổ. Solo kill dành cho Zeus trong một pha mà Honor đã chơi nhầy. Honor đã gãy ở hai tình huống tấn công đầu tiên. Đầu tiên thì bị solo kill bởi rừng đối phương, lần thứ hai bị solo kill bởi đứng trên của đối phương. Và đó là 4-0 dành cho bên phía của team 1 rồi. Gumayushi chỉ có một điểm hỗ trợ và farm hơn được so với Jerry của Rahel cũng chưa phải là quá nhiều, nhưng cũng đang là một khu đường ít nhất là vẫn có lợi thế dành cho Gumayushi. Honor có vẻ là hơi choáng váng rồi. Có rồng đầu tiên Slabek về lên rừng trên farm tiếp từ cánh trên xuống với ba bãi còn nguyên, còn cả cua. Farm cánh trên xuống là có level 6, có thể ganh luôn khu đường dưới đối phương rồi. Trong khoảng thời gian mà Lee Sin farm từ cánh trên xuống thì Gumayushi sẽ cần phải có những tình huống đánh an toàn. Thực ra thì áp lực đến từ Ngộ Không có Honor thời điểm này cũng chưa phải là quá nhiều. Mặc dù Honor ở cánh dưới nhưng mà sẽ không có thể có nổi cấp độ 6 để thực hiện một pha tấn công xuống Gumayushi trước khi mà Lee Sin của KZH di chuyển xuống. Annie di chuyển ở cấp độ 7 nhưng không có tốc biến và không có chiêu cuối. Cặp đôi đứng dưới bên phía team Gumayushi thì lúc này đã có cấp 6 cho Guma rồi. Việc di chuyển và tấn công là điều không dễ dành cho Bulldog. Rất vẫn xử lý landing khá ổn. Ván này thì ID không còn thua lane quá nhiều về chỉ số farm, nhưng mà rõ ràng đi top với Galio thì cơ hội ramming sang các đường khác nó cũng bị hạn chế đi tương đối đáng kể. Bắt đầu có một tiếng giao tranh nhẹ khu đường dưới diễn ra. Wei level 5 và Lulu level 4 sẽ là tiếng lên cấp độ 6 sớm hơn dành cho Wei, nhưng mà cũng còn cách một khoảng kinh nghiệm tương đối dài. Hất tung thành công tới từ vị trí của Wei. Guma bung lông ra và sau đó là một tình huống Honor xuất hiện ở cấp độ 5. Máu mất đi được khá nhiều tới từ Lulu và Guma vẫn còn 2 spell, nhưng mà Honor tiếp cận đánh tay liên tục. Guma chịu hồi lông vũ sau đó lên bảng mà thôi. Cánh còn lại thì Wei cũng đang tìm đường bỏ chạy trước sát thương tới từ một con Jerry còn tốc hành. Phun số nhiệt độ chết người gãi cực kỳ rát đến từ vị trí của Rahel nhưng mà không đủ sát thương rồi. Tình huống tấn công thành công đầu tiên của Honor trong ván này. Và ngay lập tức đó là pha đáp trả tới từ Kazanat với tình huống di chuyển sang cướp bùa đỏ, ăn luôn sứ giả cánh trên, chấp nhận Guma nằm xuống một lần. Và liệu rằng có cơ sở để tấn công Galio hay không đây khi mà Eddie đang giữ máu tốt đến như thế này. Annie thì vừa bị lộ vị trí với tình huống mất luôn cả triệu hồi tipper. Annie của Bulldog mất tipper lúc nào nhỉ? Mất tipper để cấu máu Syndra. Và máu mất đi của Syndra chưa đủ nhiều để có thể hướng tới một tiếng solo kill, hay là cũng không áp lực nổi để có thể ngắt sứ giả của KZH. Vẫn đang còn những lợi thế dành cho bên phía của team KZH trong tình huống này. Để xem ăn xong sứ giả sẽ gọi khu đường nào anh em nhé. Galio không có tốc biến, có thể là mục tiêu tấn công. Lượng sát thương tới từ Ragaz và Lee Sin với hai chiêu cuối có lẽ sẽ là đủ. Galio đang lên rất nhiều máu. Lá chắn đưa ra được kích hoạt. Zeus đang bắt đầu có dấu hiệu làm mềm nhưng mà Kazanat đã chuyển hướng ra khu đường giữa rồi. Một con Ragaz lên triệu chứng sinh anh em ạ. Ra khu đường giữa lúc này thì Bulldog cũng đang có dấu hiệu muốn bấm B về, nên là Kazanat tạm thời dừng lại tình huống cướp rừng của Honor. Honor sau tiếng gank fail trước đó thì đang có định gỡ lại. Còn con Ragaz không còn tốc biến, bị lá chắn Duran giữ chân lại, bị năm đấm công lý hất tung lên, bị Ngộ Không hất tung thêm một lần nữa. Có một lần hất tung tới từ Honor và Zeus có lẽ sẽ khó về trong tình huống này. Sát thương là chưa đủ đến từ cặp đôi AD cùng với Honor, nhưng cân đổ vân lên. Một tình huống năm đấm công lý thành công tới AD cùng với một đòn nội tại khiến Zeus đã phải lên bảng. Mạng thứ hai cho team Honor trong ván này.
tình huống tấn công thành công lần thứ hai dành cho UN, và mỗi tình huống tấn công thành công thì đều phải trả giá bằng những bãi quái rừng. Kazadat đang ăn rừng trên tầm nhìn nhưng nó không phải là vấn đề đối với con Lee Sin này. Jerry và Lulu lúc này cũng đang tự thân phải lo cái trụ đường dưới. Với một con sứ giả trên người của Kazadat thì có thể phát động một pha tấn công băng trụ. Rakan có chiêu cuối để mở và Jerry thì còn tốc biến. Rakan lao vào không hất tung được ai cả, bắt buộc phải giật ra và Annie của Bulldog xuống. Triệu hồi Tipper đang sẵn sàng và đó là tình huống Kumayoshi mất máu quá nhiều. Một tình huống E flat lên RQQ đến từ vị trí của KZH có mạng của xạ thủ đối phương nhưng sau đó cũng phải trả giá mà thôi. Khu vực đường trên Eddie chơi ngông và đã bị thùng dựa đổ đẩy về trụ rồi. Một pha mà rớt cũng chưa có đủ sát thương để giết con Galio này, nhưng đường về của Eddie là một tiếng sát không đi bộ về nhà đánh hạt thông nổ à. Một pha lăn quy nhưng đối phương vẫn đánh hạt thông nổ về được. Rớt không có mạng solo kill khu đường trên. Còn cánh dưới thì đó là tình huống băng trụ fail khi mà Eddie bỏ way để có thể di chuyển xuống. Chấp nhận thua 10 chỉ số lính đến từ Bulldog để có một pha phản công dưới trụ. Mặc dù chết Rahel nhưng họ gỡ được mạng và đó là những mạng dành cho bên phía của team 2 để gỡ tiền cho tình huống này. Guma nằm xuống lần thứ hai rồi. Honor cũng đang có một vài những tình huống được gọi là comeback. Ba pha tấn công gần đây đều thành công cả. Một cú R đến từ vị trí của Syndra nhưng mà đồng hồ đến từ Bulldog outplay cực gắt. Và sau đó trả lại một tiếng QA khiến Syndra cũng đã phải lên bảng 5 đều rồi anh em ơi. Một game đấu hay, một game đấu cân và đang có rất nhiều tình huống đổi trác diễn ra. Way lao vào nhưng mà hiệu không chế liệu rằng có được hay không. Way CC trượt liên tục, bung lông ra để đổi target trụ. Sát thương là chưa đủ, đòn đánh tay vừa rồi không đủ sát thương khiến cho Guma bị trụ bắn chết. Một máu tới từ vị trí của Rahel. KZH đến với tình huống hộ thể quy được hay không. Đây hộ thể, cú sóng âm vô hình cước cắm mắt hộ thể trừng phạt. Và sau đó là một tình huống kích hấp huyết lên. Hạ gục thành công của Rahel, gỡ cho Guma một assist. Nhưng đó là tình huống một đánh hai dưới trụ mà Rahel đã có thể hài lòng với tình huống đổi trác vừa rồi. Lee Sin của Kazakhstan vẫn đang có một ván đấu rất xanh và cầm sứ giả trên người, nhưng các lane thì có vẻ như chưa ổn lắm trong khoảng thời gian vừa qua. Một con Galio lên thú tượng, hay là nhầm, lên cái khổng thần. Galio khổng thần và rất trâu. Một Ragat trượng trừng sinh thời điểm này không có nhiều sát thương để có thể hạ gục và hướng tới pha solo kill. Còn đứng giữa thì Syndra vừa rồi có lẽ đã không nhìn đồ vị trí của Bulldog nên dễ dàng bị outplay bởi một tình huống bùng nổ sức mạnh vào thẳng cái đồng hồ nhỏ của đối phương. Honor đã xanh ngược trở lại với một cái búa rìu sát thần rồi. Và ngộ không rõ ràng sát thương của nó là cực kỳ nhiều. Đang có tình huống có thể là 3 đánh 3 diễn ra. Một pha lao lên tấn công thành công đứng giữa đối phương với cú lốc lần 1. Lốc lần 2 cùng với Tipper. Annie cùng với Honor đã có một tình huống tấn công và hạ gục thành công được Syndra. Sau đó tiếp tục lao lên với làm chậm tới từ khổng lồ hóa. Nộ long cước được dùng tới từ vị trí của KZH. Nhưng mà vừa rồi nộ long cước cái gì nhỉ? Con Lee Sin này bị rờ vào cái gì anh em? Rờ vào cái bóng ngộ không à? Mất R luôn không? Chưa. À, đá được rồi, cuối cùng đá được rồi. Đá lần 1 bị mất sai, đá lần 2 đá được Honor ra và rút lui. Guma đang có ý định di chuyển hỗ trợ đồng đội. Tuy nhiên thì tình huống giao tranh đã kết thúc. Và Honor đang comeback cực kỳ mạnh. Honor đang thực sự có một màn comeback ấn tượng với 3-2-3 KDA và đã có búa rìu sát thương là cực kỳ lớn. Raka được quay lại đứt xịt rồi. Jerry của Rahel có dư sự cơ động để rút lui và đây là tình huống triệu hồi sứ giả tới từ KZH để cạnh tranh con rồng nguyên tố. Sóng âm vào đến từ KZH. Honor ngắt đam rồng ngay lập tức và tìm kiếm một tình huống giao tranh với sự xuất hiện đến từ Bulldog. Bulldog đang có hai stack nội tại trên người. Một pha E nhưng không có Q, rồng thuộc về cho vị trí của Honor, cân bằng về rồng rồi. Khu đường trên hai thanh niên va vào nhau đấm nhau liên tục và đó có thể là một pha solo kill dành cho Just. Ủi E lên và solo kill dành cho đường trên của T1. Đã có khổng thần, tuy nhiên thì ID vừa rồi nằm xuống mới mua được chứ chưa phải là tiếng mua khổng thần trước đó và chưa có được số nào cả. Just cuối cùng thì đã có solo kill rồi. Một pha bán máu để có thể farm lính và bán hơi sâu đến từ Eddie. Bản thân của KZH vẫn đang xanh nhưng phần còn lại với Guma Yushi cùng với Syndra thì đang không khỏe lắm. Mặc dù Guma vẫn đang farm rất tốt, farm nhiều nhất cái map này, tuy nhiên thì cũng không chơi được quá nhiều so với Jerry của Rahel phía bên kia. Và một Rakan của Wave vẫn đang mở không được tốt lắm trong khoảng thời gian vừa qua. Con Rakan này mở không tín tí nào anh em ạ, hất tung đứt tàn xi thôi. Chưa có đồ lớn đến từ Guma Yoshi, chỉ là ba mảnh của cung phong linh. Đứng giữa đang có một tiếng tàng hình lên, gõ thành công một quy đánh tay liên tục, bị quét tan kiếu và Honor không tiếp cận được. Honor đang là người mất máu khá nhiều, lại đúp xịt bị làm choáng và có lẽ là một tiếng quay lên bảng điểm số mà thôi. Galio của Eddie dùng chiêu cuối lần đầu tiên trong ván đấu này và đang cầm một Galio khổng thần với 2.700 máu. Lớp giáp tạo nên đến từ tình huống chiêu cuối Galio khiến cho pha bớt sát thương của bên phía team 1 gặp khó khăn. Và thậm chí đó là tiếng lên bảng điểm số tới từ vị trí của Syndra lần thứ 3 trong ván đấu này.
Cú tung chiêu cuối sóng âm vội cướp vào, hấp huyết lên, có mạng dành cho KZH, sau đó tiếp tục đánh tay liên tục. Double kill cho KZH với tiếng sóng âm vội cướp dứt điểm được Honor, trong đó có mạng shutdown, bị làm choáng bởi Annie, bị giữ chân lại bởi một tiếng La Chan Duran tốc biến sóng âm, nhưng mà đó là một tiếng né được. Và sau đó quay ngược trở lại với vội cướp, hấp huyết lên đánh tay liên tục, sát thương là khá nhiều nhưng chưa đủ để hạ Bulldog. Galio của Annie chỉ có chống chịu, không có sát thương, vội cướp không thể ra thùng rượu nổ Nexus, đấm vào và lên bảng đếm số mạng thứ 7 dành cho Lee Sin của KZH trong ván đấu này. Bulldog may mắn sống sót với một chấm máu, còn Eddie thì không may mắn đến như vậy và con mùa đỏ vẫn còn ở đây sóng âm. Hạt thông nổ được kích hoạt, hộ thể vô hình cước vào để có thể tiếp cận con mùa đỏ đối phương, chờ mùa đỏ đi vào bụi cỏ không tầm nhìn rồi mới vô hình cước vào. Đánh cực kỳ kỹ, khu đứng giữa Zerg bị làm choáng rồi Rakan lao ra mở, lần này hất tung không trượt và ngay lập tức có mạng dành cho Ragaz của Zerg. Jerry của Rael xuất hiện với tốc hành cùng với một tình huống đệ đạt đỉnh điểm, bắn liên tục với những tình huống súng điện liên hoàn và lúc này đang chỉ là 5 số của nhiệt độ chết người mà thôi, chưa phải là 6 số, đã có 6 số bắn liên tục. Những Lee Sin của KZH đã che sóng âm, liệu rằng có quay ngược trở lại hay không đây? Hất tung thành công, vội cướp quay ngược trở lại, hấp huyết mất đỏ tử thủ và lập tức đó là tiếng vội vào một tiếng lăn bụng. Có mạng dành cho Lee Sin của KZH, sau đó hộ thể ngược trở ra quét tan kiếu trúng vào vị trí của Honor, sóng âm đến từ KZH đã trượt. Đó chỉ là cái bóng của Honor mà thôi. Sứ giả vẫn đang còn ở đây và tình huống giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gu Mayushi triệu hồi lông vũ, sóng âm vội cướp vào có khổng lồ hóa. Rakan hất tung lại thành công rồi. Một tiếng ỉ lực tới từ Syndra lấy mạng của Lulu và sau đó là một tiếng giao tranh hơn người. Honor bắt buộc phải bỏ chạy, bùng nổ sức mạnh và Guma có cho mình một mạng hạ gục đầu tiên. Galio rất trâu của Eddie nhưng không có nhiều khả năng để giao tranh khi mà sát thương là vô cùng hạn chế. Tình huống đấm lên đến từ vị trí của Eddie nhưng không bắt được ai cả. Đang cố gắng né quét tan kỳ yếu đến từ vị trí của Syndra. Guma vẫn đang gãi liên tục vào người Galio này và quét tan kỳ hướng tới vị trí của Bulldog. Sẽ có sứ giả cánh trên dành cho Lee Sin của KZH, một màn trình diễn Lee Sin ấn tượng đến từ Boy 100 Lee Sin Trung Quốc. Đứng giữa Galio của Eddie lao thẳng và lấy số khổng thần trên người của Syndra, mất nửa cây máu sau đi bộ ra mà thôi. Không có quá nhiều nguy hiểm về mặt tính mạng. Combat LCK và rank Hàn mà đánh như rank chung các bạn. Mà con Lee Sin này đang thực sự là một con Lee Sin quái vật rồi. Rất nhiều mạng trong đó có những mạng shutdown và ôm bao nhiêu tiền đấy các bạn. Ôm tiền thì thôi luôn đấy. Về nhà đóng dìu đen giày 2 của Vĩ Quốc Chim. Chênh lệch là 4.000 tiền tại thời điểm này và Zerg cũng đang có một con Ragaz khá là xanh xao. Guma thì vừa có mạng đầu tiên trong ván đấu. Còn Jerry của Rael thì thời điểm này sức mạnh của Jerry chưa phải là quá đáng kể. Rakan của Wei cũng đã có những pha mở một cách nó chuẩn chỉ hơn với những pha xuất hành tráng chuẩn xác. Và con Lee Sin này có thể gánh team được nha các bạn nhé. Lee Sin này hoàn toàn có thể carry được. Tình huống sóng âm nhưng mà không check được cái gì cả. Bên kia nhìn thấy Lee Sin của KZH là chỉ có thể quay đầu bỏ chạy mà thôi. Không thể đọ đàm với con Lee Sin được. Cú dịch chuyển vòng ra phía sau được đối phương tới từ vị trí của Dangerous Boy Eddie. Gumayushi vẫn còn thanh tẩy và còn cả chiêu cuối nữa. Bị làm choáng, bấm thanh tẩy bung lông ra. Tốc biến né đấm đối phương, kéo E và Galio của Dangerous Boy bắt buộc phải dùng sự giáng thế để rút ra ngoài tầm trụ trong tình huống này. Pha di chuyển phải check tới từ Honor cắm mắt rất cẩn thận. Phát hiện ra Lee Sin của KZH, Syndra khu đứng trên đang đẩy, rớt khu đứng dưới đang đẩy. Và sau khi đẩy trụ đứng trên xong thì đó sẽ là tình huống có lời cho bên phía của team Zerg. Zerg đang tàn cánh rồi, pha lao lên đấm một quỳ cực đau đến từ vị trí Honor. Và đang là một tình huống 4 đánh 5 đấy nha. Galio không còn chiêu cuối nữa, cơ sở đánh là có, sóng âm đã trúng và hỗ trợ đối phương. Galio lao lên khiêu khích thành công hai người và La Chan Duran và Zerg là mục tiêu được chọn. Zerg mất máu quá nhiều và Zerg bị hóa cong lên bảng điểm số rồi. Phá hất tung thành công tới từ Honor, Wei cũng hất tung thành công sau rút lui bằng điểm nhảy tiếp viện quét tan kéo chúng. Có khổng lồ hóa nhưng Honor không còn đường về, quyết định cân đổ vân vào và lên bảng điểm số. Mã của gỡ gạc dành cho Syndra. Tình huống đẩy về là 4 đánh 4 và Lee Sin của KZH thì lúc này không còn R nữa. Nhưng vẫn đang có định giao tranh quét tan kiếu không trúng ai đến từ Syndra cả. Tốc hành lao lên với La Chan Duran. Syndra đã tốc biến né thành công La Chan Duran và sau đó sóng âm trúng đến từ Lee Sin của KZH. Vô hình cước vào, hấp huyết hộ thể ra rất nhanh. Và người bị vờn đó chính là vị trí của Rahe. Đó chính là vị trí Bulldog. Bulldog lên bảng đếm số, sóng âm vào. Và sau đó Lee Sin của KZH tiếp tục gặp sóng âm trúng. Có ngay cho mình một màn gục của hỗ trợ đối phương. Jerry trong tay của Rahe không có đủ sát thương để kéo theo vị trí của Wei trong tình huống này. Những pha giao tranh liên tục diễn ra và liên tục có những lợi thế dành cho team Guma Yushi. Bản thân Guma được ăn trụ mid với hơn 300 tiền. Dòng nguyên tố cũng đang sẵn sàng phía sau dành cho KZH cũng như là cả vị trí của Wei nữa. Khả năng ra vào giao tranh của KZH là cực kỳ ấn tượng và đang có shutdown 1.000 tiền trên đầu. Best Lee Sin Trung Quốc các bạn ơi. Guma cũng đang trên đà comeback với mạng hạ gục thứ 2 đã có cùng với trụ đứng giữa. Tiền thì nhiều rồi, 2.600 rồi. Dòng nguyên tố thứ 3 cũng đã thuộc về cho bên phía của team 1 và Guma đã tiếp cận được với 3 mảnh của đoàn Down Navori. Bắt đầu có sát thương tuyến sau rồi. Syndra cấp 11 cũng đã mắc được 2 kỹ năng à? Không, chỉ là 1, 2 điểm chiêu cuối mà thôi. Cấp độ 13 mới mắc được cái W. Bài toán sát thương tuyến sau là tương đối đơn giản dành cho bên phía của team Guma Yushi. Zerg với một con Ragaz món 2 đang có định hướng tới một cái động cơ vũ trụ.
đang là tình huống lên khu vực đứng trên cam tới từ Honor. Lốc xoáy sắp có lại đến từ ngộ không của Honor, nhưng mà Zerg đánh khá là cẩn thận. Có tốc biến đến từ Zerg, còn tầm 2.000 máu và chú cuối thì đang trong thời gian cooldown. Tình huống nhìn thấy nhau đến từ vị trí của Wei cùng với cả Honor nữa. KZH đã trở lại với mảnh thứ hai của móng vuốt Starrak rồi. Jerry bên phía bên kia của Rahel cũng đã vét được một vài mạng và đã có được cung cung Runen. Tình huống di chuyển lên khu vực đứng trên bị lộ vị trí nhưng vẫn có thể hộ thể vào. Tốc biến đi tên Bulldog. Zerg đang chuẩn bị hồi E, Q làm chậm thành công, sóng âm trượt nhưng không sao, vẫn là mạng dành cho KZH mà thôi, mạng thứ 10 dành cho Bethlehem Trung Quốc. Ngay lập tức đó là một tiếng E đúp đến từ vị trí của Rahel. Né thành công tiếng nội đấu cướp ứng pha giật về và thả diều cực kỳ tốt tới từ Rahel. Dính sóng âm, Honor có vào hay không? Honor lao vào đá nội đấu cướp, hai người quay ngược trở lại với vô hình cước, hấp huyết lên và sau đó bị shut down 1.000 tiền dành cho Rahel. Cú dịch chuyển hơi trễ tới từ Syndra, bùng nổ sức mạnh, quét tan ký yếu ba người. Rakan lao vào mở gom người là tốt, thùng rượu nổ giải tán đám đông đến từ vị trí của Zerg. Có hai người yêu máu Rahel cùng với Lulu. Lulu có lẽ sẽ là người chết trước. Rahel có lẽ nên cân nhắc việc rút lui thì hay hơn, vì Dan Chatboy cũng đang ở một trạng thái không ai cover cả. Siêu giáng thế được dùng để rút lui. Dính thiêu đốt trên đầu và sát thương thiêu đốt, liệu rằng có đủ hay không? Nó là chưa đủ. Rớt lao lên nhưng còn lá chắn phép và liệu rằng không chết. Eddie vẫn sống với một lượng máu cơ bản là cực kỳ cao, 3.000 máu đến từ con Galio này. Trụ đường trên sẽ là phần thưởng thêm dành cho Zerg cùng với Guma Yuxi sau một tiếng giao tranh thắng. Vừa mất đi một mã shutdown 1.000 tiền của KZH rồi. Một game đấu cực kỳ sôi động với hơn 30 mạng sau 20 phút, 21 phút. Và lúc này thì đã có đoàn Down Navori dành cho Guma Yuxi. Zerg cũng đã có được cho mình động cơ vũ trụ và đang hướng tới đồ 3. Nó có thể là một cái trượng hư vô. Syndra cũng đã có hai core của mình rồi. KZH thì quyết định đầu tư một lượng tiền lớn vào một cái đồng hồ nhỏ, chứ không phải là một tình huống tiết kiệm tiền để nâng cấp trang bị thứ 3. Surelia kích hoạt tới từ Wei nhưng không có định tiếp cận. Và đang là tiếng hộ thể vào tranh chấp bùa đỏ với đối phương, trừng phạt còn sóng âm hướng tới xạ thủ đối phương, hấp huyết trượt con bùa đỏ rồi, đối phương phản công. KZH trừng phạt và sau đó không làm một tiếng bùa đỏ thuộc về cho vị trí của các thành viên bên phía team 2 thì phải. Một tình huống giao tranh diễn ra, sóng âm vùi cước hộ thể các kiểu đến từ Lee Sin của KZH, sau đó thì đang phải bị kẹt lại với tiếng bấm đồng hồ. Tốc biến người trở ra sau khi hết đồng hồ. Eddie đang tiếp cận được nhưng đây là lượng một con Galio là có nhiều sát thương hay không đây? Có hiệu khống chế và sát thương tiến sau tới từ Jerry của Rahel, nhưng Rahel chết rất nhanh rồi. Rakan lao vào mở đẹp và Guma Yuxi có ngay lập tức cú triple kill. Một tình huống mà Guma Yuxi đã vét được cú triple kill trong tình huống mà đối phương không chạm được vào người con Saya còn chiêu cuối này. Baron có lẽ sẽ là phần thưởng thêm cho tình huống giao tranh thắng. Một tình huống giao tranh vô cùng loạn ở một khu vực nhỏ và có rất nhiều biến số diễn ra. Team của Honor đang bị vấn đề về mặt sát thương các bạn ạ. Annie này thì chỉ có hiệu khống chế thôi, sát thương không nhiều lắm. Jerry thì chưa có vô cực và sát thương tuyến sau bị thiếu hụt tương đối trầm trọng. KZH đã có một pha đầu tư vào đồng hồ khá là tốt với tình huống câu được khá nhiều kỹ năng đối phương và thời gian. Về nhà lần này thì đã có móng vuốt Starrak rồi, còn Guma thì đã có hai mảnh của Northern Dominic. Rakan trong một cự ly nhỏ hẹp cũng đã mở cực kỳ đẹp. Mặc dù ngộ không của Honor đã rất nỗ lực với những cú lốc xoáy nhiều người nhưng không ăn thua. Cú dịch chuyển trở lại khu đường giữa đến từ Zerg để có thể tạo ra một đợt lính thuận lợi nhằm tiếp cận trụ bậc thềm đối phương với Cobaron đầu tiên vừa được kiểm soát. Tranh chấp bùa xanh diễn ra, Honor quyết định buông bỏ. Một quyết định buông bỏ dễ hiểu, lúc này đứng lại trong khu vực rừng không khác nào làm mồi cho đối phương mở. Và bây giờ sẽ là tình huống công trụ khu đường dưới diễn ra đến từ team Guma Yuxi. Guma thì còn một ít giây nữa sẽ hồi lại cú chiêu cuối, thanh tẩy tốc biến sẵn sàng. Annie vừa có số thứ 10 của triệu chủ sinh và có cấp độ 13, nhưng đó là một tiếng lao vào mở dính sóng âm rồi. Một pha sử dụng giáng thế đáp xuống khiến cho Wei mất máu cực kỳ nhiều và đang bị kẹt lại ở phía trong đường đối phương. Wei đã phải lên bảng, rớt mất máu cũng là cực kỳ nhiều. Guma Yuxi vẫn đang nỗ lực bắn chiêu cuối, Guma còn triệu hồi lông vũ thành công nhưng không còn sát thương thêm để có thể dứt điểm một vài thành viên yếu máu đối phương. Giao tranh 5 năm diễn ra và chỉ có một người duy nhất nằm xuống mà thôi, đó chính là vị trí của Wei với pha đâm vào hơi sâu. Bớt sát thương Annie nhưng mà Annie có siêu giáng thế, không giết được. Một pha la vào với sóng âm vội cước, có móng vuốt Zerak, sóng âm vội cước vào. Dồn sát thương và hạ gục thành công được vị trí của Honor. Guma Yuxi đang 1-3. Guma đang 1-3 nhưng sự tự tin của Guma là có cơ sở với chiêu cuối sẵn sàng. KZH thì đã trở lại tình huống này rồi, quét tan kiếu, bồi thêm cú sóng âm trượt thì phải. Saya bung lông ra và Guma có mạng, Guma có đôi mạng. Guma tiếp tục bắn tiếp, có trụ dành cho các thành viên phía team Guma bùng nổ sức mạnh. Bulldog tốc biến đi nhưng vẫn phải lên bảng đếm số. Và đó là sóng âm vội cước dứt điểm đối phương với tình huống hấp huyết và E.
quét sạch dành cho team Gumayusi. Tưởng chừng như đó là tình huống đổi lỗ nhưng không, đó vẫn là một tình huống quét sạch và có thêm cả trụ hai khu đứng dưới nữa. Gumayusi cùng với KTH đang quẩy cực kỳ tốt ở trong ván thi đấu này và lúc này sẽ là một cửa mega khu đứng giữa, thậm chí nhiều hơn, có thể có cả cửa mega khu cánh dưới nữa. Liệu rằng có tham được hay không đây? Tham là có cơ sở vì một mình Honor với một con cũng không, kể cả có chương cuối cũng khó lòng mà có thể phòng ngự nổi. Sẽ là cửa mega thứ hai trước khi rút lui. Kazarat thì nhanh tay di chuyển ra kiểm soát con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu này và đã có rồng 3 cho team Vuma rồi. Một quyết định back về bổ sung trang bị là cực kỳ nhanh với Dominic cùng với song kiếm chứ không phải là BF tới từ Gumayusi. Còn KZH thì đang lang thang cướp rừng của Honor. Một pha va chạm giữa hai người trên rừng, chênh lệch là 3 cấp độ. Honor bắt buộc phải tung cú chiêu cuối của mình để cố gắng rút lui. Sóng ngâm trượt tới từ KZH và quyết định rút lui là hợp lý mà thôi. Ép được chiêu cuối lốc xoáy của Honor rồi. Tình huống va chạm diễn ra giữa Bulldog và cả vị trí của KZH nữa. KZH sóng ngâm vội cướp sang bãi người đá, đang pha bãi người đá thì đối phương có thể đánh úp được. 4 stack nội tại sẵn sàng. Một pha làm choáng, bồi vào thêm một tipper nữa. Lá chắn Duran được kích hoạt, bị giữ chân lại cực kỳ lâu. Rakan đã đến để cứu KZH. KZH vẫn rất trâu, hấp huyết lên hồi cực kỳ nhiều máu. Và đó là quét tan kiếu sau bùng nổ sức mạnh khiến cho Galio cũng không siêu giáng thế được. Sau đó là một nỗ lực bỏ chạy tới từ vị trí của Honor. Phía sau thì SD đã kẹt lại và sát thương tới từ Guma với 300 bị giữ là quá nhiều. Quét tan kiếu thành công, tốc biến hất tốc thành công. Sóng ngâm bồi vào, vội cước vào, hấp huyết lên E dứt điểm xạ thủ đối phương hô thảy ra tới từ Lee Sin của KZH. Và sau đó sóng ngâm trượt nhưng phía sau vẫn đang còn Syndra. Một đặt đi và sau đó là một ý lực quét tan kiếu. Guma lướt phong linh lên confirm mạng, double kill cho Guma Yushi, bung lông ra và snap ép. Sẽ là tình huống kết thúc ván đấu mà thôi. Một game đấu giao tranh vô cùng mãn nhãn và liên tục diễn ra. Và Lee Sin của KZH đã có mạng thứ 14 ở trong ván đấu này. Guma Yushi cũng có được 10 mạng. Để xem lượng sát thương cuối game như thế nào anh em nhé. Ok, lượng sát thương cuối game mình tổng hợp được cho các bạn thì đây là một con Saiya Lead Dam với 30.300 sát thương. Bên kia thì gần 28.000 sát thương tới từ Zeri của Rahel. Còn lại thì cả Zeus, KZH và Syndra đều đóng góp được trên 20.000 sát thương. Một game đấu mà KZH cũng cho thấy khả năng xử lý Lee Sin cực kỳ tốt. Saiya của Guma Yushi mặc dù có một khởi đầu không thực sự thuận lợi nhưng mà vẫn comeback và gây sát thương cực kỳ ổn về đoạn nửa sau ván đấu ha. Hơi tiếc một chút là bây giờ không có xem được replay theo dạng là preview của T1 nữa, nhưng mà những cái trận đấu mà làm cam tổng như vậy thì cũng có thể thấy được tổng thể game đấu nó cũng có nhiều những cái hay và hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi những giao án của các thành viên T1 cùng với các ban trang của mấy chủ sĩ cấp Trung Quốc đang thi đấu, đang đánh ở tại Ranh Hà anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những game đấu khác nha. Bye bye.